Em xin chào các bác Như Lan. Hôm nay là 22 tháng 9 năm 2021. Em lại làm video cho các bác xem. Dịch dã ở nhà chán quá, lại ngắm cây ngắm hoa đấy các bác. Chỗ các bác tình hình dịch bệnh như thế nào đấy ạ? Chỗ các bác ở đã tiêm vaccine hết chưa? Rồi các bác cùng theo dõi nha. Em tách cái nguồn gốc nguyên nhân nha. Như ở video trước em đã hướng dẫn các bác lấy cây ra khỏi cốc rồi ạ. Chúng ta dùng ngón tay đẩy nhẹ từ dưới đáy cốc lên sẽ lấy được cây ra dễ dàng hơn, tránh tình trạng cây bị gãy hỏng các bác nhé. Bác nào có kinh nghiệm rồi thì có thể dùng tay để bẻ ra nhé. Bác nào chưa có kinh nghiệm thì các bác nên dùng dao lam để khứa ra nhé. Các bác lưu ý được khứa nhẹ không nó bay gốc các bác nhé. Thời điểm để tách kỳ và mồm gốc ở ngoài Bắc là vào đầu hè nha các bác. Còn ở miền trong thời tiết nóng thì vào thời điểm nào cũng được các bác nhé. Các bác quan sát thấy đầu rễ phun ra khoảng 1cm và cây khoảng 1cm đổ lên thì chúng ta có thể tiến hành tách kỳ và mồm gốc sang chậu các bác nhé. Bây giờ em sẽ tiến hành lên chậu cho các bác xem nhé. Đầu tiên là các bác cần chuẩn bị chậu cỡ vừa này, xốp này, vỏ thông này, rêu này, que chống này. Que chống thì các bác có thể dùng bằng sắt hoặc inox cho nó bền nha các bác nhé. Ở đây thì em dùng que chống gỗ. Xốp thì dùng để lót ở dưới đáy của chậu nhé, để giúp cho chậu thoát nước hơn, cho chậu cây của chúng ta không bị ẩm độ ẩm cao quá thì sẽ gây nấm bệnh nha các bác. Rêu thì để phủ ở trên mặt để giữ ẩm nha các bác nhé. Bây giờ em bắt đầu tiến hành bỏ ra rễ. Các bác cùng theo dõi nhé. Thì đầu tiên em sẽ bỏ. Em bỏ cái xốp ở dưới này. Xốp thoát nước ở dưới. Sau đó là em cầm cái cây để giữ cây. Cây này để cố định cây lan. Sau đó em bỏ một lớp vỏ thông đại, vỏ thông to thôi. Em chỉ chuyên dùng vỏ thông thôi. Giá thể là vỏ thông. Em không dùng loại gì khác. Em dùng vỏ thông. Với em một là đây là một lớp thông đại này. Sau đó em sẽ bỏ một lớp thông nhỡ. Chúng ta bỏ một lớp vỏ thông cỡ trung bình ở giữa để cho lớp vỏ thông mili ở trên cùng nó khỏi rơi ra khỏi chậu các bác. Bỏ làm sao cho ba cái lớp vỏ thông này cách nhau vừa phải các bác. Sau đó đến một lớp vỏ thông cỡ trung bình, vỏ thông cỡ vừa ở giữa các bác. Mà dùng vỏ thông cỡ lớn thì sẽ được bền hơn, chúng ta lâu phải thay giá thể hơn, nhưng mà cái độ ẩm sẽ kém hơn là chúng ta dùng vỏ thông ba cỡ khác nhau thì sẽ giữ ẩm tốt hơn các bác nhé. Các bác lên làm cái móc treo vào trước, sau đó chúng ta tiến hành bỏ giá thể thì sẽ tiện hơn các bác nhé, nhanh hơn. Nếu như mà chúng ta làm cái móc sau thì khi chúng ta bỏ giá thể xong chúng ta mới làm móc thì nó sẽ tung hết giá thể ra nha. Chúng ta làm cái móc sau nó sẽ khó hơn. Đây em quên mất, lát em sẽ làm sau các bác. Các bác có điều kiện thì các bác mua thêm cái lưới phủ bên dưới cho giá thể khỏi rơi nha các bác. Từ 2 đến 4 tuần đầu tiên chúng ta không bỏ phân các bác nhé. Sau đó em sẽ bỏ một lớp vỏ thông mini ở trên mặt này các bác. Nếu như cây chưa có rễ thì chúng ta phun hùng nguyễn kích rễ nha các bác. Còn nếu mà cây có rễ rồi thì chúng ta phun B12 chống sốc và hồi sức các bác. Đợi cho rễ nó phun ra 1-2cm thì chúng ta bộ mới bỏ phân thì rễ sẽ hút được chất nha các bác. Rễ rất nhỏ nha các bác. Bỏ thông mini đấy. Tất cả những giá thể này, bỏ thông này em đều xử lý hết được các bác nhé. Em đều xử lý trước khi
Em lên cho chậu các anh. Xử lý sạch hết được anh. Để em làm cái bốc cho các bác xem nhé. Các bác thấy ok hơn không ạ? Sau đó em sẽ đặt cây vào đây ạ, đặt cây vào giữa ạ. Các bác đặt cây vào giữa này xong rồi em sẽ cặp kẹp vào, cố định vào anh ạ. Kẹp cố định chặt vào. Các bác lưu ý là em sẽ đặt cây như thế này. Các bác lưu ý là khi đặt cây như này các bác phải xem cái mắt ngủ để nó lên cái mầm gốc của đây các bác nhé. Các bác xem các bác hướng cái mắt quay ra ngoài nha các bác nhé, hướng cái mắt ngủ quay ra phía ngoài để khi nó lên mầm gốc thì nó sẽ không bị vướng nha các bác. Em dùng cái cặp này em cặp vào đây như vậy là xong, rất đơn giản ạ. Em sẽ bỏ một lớp rêu ở trên mặt này để giữ ẩm nha các bác. Các bác không nên bỏ kín sát gốc, như vậy độ ẩm rất là cao, như vậy cây sẽ hay bị thối nhũn các bác. Sau đó chúng ta tiến hành cặp cây bằng cặp ba răng các bác. Thì cái cặp này các bác cặp không được để nát cái thân cây các bác nhé, nhưng mà vẫn phải giữ được cái thân cây này cho nó chặt, cố định chặt đấy các bác nhé. Các bác không cố định chặt cây là dễ sẽ không bám vào giá thể được các bác nhé. Rồi, sau một thời gian vất vả thì đã có kết quả rồi các bác ơi. Cũng khá là nhọc đấy các bạn. Em lên xong cái hồng mỹ nhân các bác nhé. Các bác thấy nào? Các bác thấy ok không ạ? Các bác nhớ để lại bình luận ở bên dưới cho em biết cảm xúc của các bác về tác phẩm này như nào. Nhớ like ủng hộ em đi các bác. Hồng mỹ nhân nhé các bác. Bây giờ em phải đợi rễ nó phun rễ ra là em mới bỏ phân cho các bạn. Bây giờ em xịt cái rễ, em đợi rễ bám nó ấm chậu các bạn. Đây là sang năm có chậu to trời các bạn. Vậy là ok các bác. Các bác thấy có lên cơm cháo gì không ạ? Hy vọng là sang năm sẽ có một chậu to để chơi, sẽ có một tác phẩm tuyệt vời. Mời các bác ngắm thêm một số tác phẩm em mới lên xong. Em vừa lên xong cái kia bạch tuyết này các bác nhé. Các bác thấy có ổn không ạ? Các bác thẩm giúp em vậy ạ? Các bác để lại bình luận bên dưới góp ý thêm cho em để em học hỏi thêm kinh nghiệm và tham khảo thêm kiến thức của các bác nhé. Em mới lên chậu xong cái bạch tuyết này các bác nhé. Còn đây, để tất cả em đã lên chậu xong, em đã tách xong 1, 2, 3, 4, 5. Em tách được 5 cái mầm gốc quá. Những cây mới ghép này chúng ta sẽ đợi từ 2 cho đến 4 tuần đầu rễ sẽ phun ra. Khi đó chúng ta sẽ bón phân và phun thuốc nha các bác. Khi mà rễ phun ra thì cây mới hút được chất dinh dưỡng các bác nhé. Cái này thì vẫn bé các bác nhé, cái này chưa tách được, em đang đợi nó cao lên một chút nữa thì em sẽ tách thôi. Còn cái gốc HO này em chưa tách được không? Rồi mầm gốc HO này khá là khỏe. Lực khá là khỏe, đi khá là mập nha các bạn, khá là đô đấy. Xin lỗi các bác, em lại nhầm cái mầm gốc các bác nhé. Cái mầm gốc của nó khá là đô, khá là mập, lực khá là khỏe.
Các bác nhìn cái, các bác nhìn cái thân mẹ này, nhìn cây mẹ nó phi phi nó nù như này các bác. Nó vẫn còn hơi thấp các bác nhé. Nó hơi thấp nên là em chưa có tách, em chưa muốn tách. Đợi một thời gian nữa thì em sẽ tách, khi nào tách thì em sẽ quay cho các bác xem nhé. Đây là hàng gieo hạt hoa xổ số nha các bác. Em mới sưu tầm được một ít thì các bác, chưa có hàng để bán. Cố gắng chăm để chơi các bác. Em chưa có để bán các bác nhé. Khi nào có để bán em sẽ lên video cho các bác biết. Bây giờ mời các bác ngắm cận cảnh các em đón chơi nha. Các bác thấy có ổn không ạ? Có lên cơm cháo gì không ạ? Tất cả đều là mầm gốc nha các bác. Cây đầu tiên bên trái là bạch tuyết nha các bác. Cây cuối cùng là hồng mỹ nhân các bác nhé. Hai cây ở giữa là phú thọ nha các bác. Đây là cây phú thọ này các bác này. Dịch bệnh thế này thì ở nhà chăm lan cho đỡ buồn cho các bác. Các bác có nhiều giống thì chia sẻ đam mê với em nha các bác. Trời sắp chuyển sang lạnh rồi, chắc là sẽ cây sẽ lâu ra dễ hơn. Bây giờ chỉ đợi cây phun dễ ra, em sẽ bón phân cho cây các bác nhé. Em sẽ cập nhật cho các bác xem những cái mầm gốc này nó phát triển như nào nhé. Quá trình chăm sóc và em sẽ cập nhật cho các bác theo dõi. Rồi bây giờ xin chào các bác nhé. Hẹn gặp lại các bác ở những video clip sau nhé. Các bác nhớ like, đăng ký kênh ủng hộ em, ấn chuông bên cạnh để nhận thông báo về những video mới nhất nha các bác nhé. Em xin chào các bác nhé.